Mark One số 1 về Mark. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một siêu phẩm của Apple, đó chính là MacBook 12 inch. MacBook 12 inch không còn là cái tên lạ lẫm đối với những bạn nào là fan của Apple nữa. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ review cho các bạn cấu hình cũng như là thiết kế của em này để biết tại sao mình lại gọi em là cực phẩm nhé. MacBook Retina 12 inch là dòng máy được Apple cho ra mắt đầu tiên vào năm 2015. Cảm nhận của mình khi cầm MacBook 12 inch ở trên tay đó chính là mỏng và nhẹ hơn rất nhiều so với các dòng MacBook khác. Đây là sản phẩm MacBook mỏng nhất mà Apple cho ra mắt từ trước đến giờ, tái định nghĩa lại một sản phẩm laptop trên thị trường. Máy chỉ nặng 920g, độ dày nhất chỉ 13,1mm, màn hình 12 inch với 3 triệu điểm ảnh. Ngoài ra máy còn chỉ có một cổng USB-C duy nhất và một cổng cắm tai nghe 3.5. Làm điều này nhằm mục đích để Apple cắt giảm mỏng nhất máy có thể. Ngoài ra bàn phím cũng chính thức chuyển sang cơ chế bươm bướm. Hiện tại ở Mac One có đủ cả 4 màu, đó là màu Gold, Raw Gold, Gray và Silver. Các máy Lightning đời 2015 đến 2017 cho trải nghiệm là rất giống nhau. Và các đời máy này thì sẽ dùng chung một ngôn ngữ thiết kế. Bàn phím đời 2015 là cánh bướm 1, đời 2016-2017 là cánh bướm 2. Và ngoài ra thì Apple chỉ nâng cấp thêm về mặt con chip trên chiếc máy này. Đời 2015 thì sử dụng con chip Intel Core M1.1 GHz, đời 2016 là chip Intel Core M3 và 2017 thì sử dụng hai chip là Core M3 và i5 1.3 GHz trên bản 512GB. Một lần nữa thì chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của sản phẩm MacBook 12 inch này. Máy cực kỳ đẹp và mỏng, thiết kế gần như là không có chỗ thừa. Máy được làm từ nhôm nguyên khối, cực kỳ chắc chắn. Bàn phím cánh bướm cho trải nghiệm sử dụng rất lướt, giống như trên màn hình cảm ứng. Độ nảy thấp nhưng mà độ gõ lại chính xác rất là cao. Sau 3 đến 4 ngày sử dụng thì khách hàng cũng đã có thể quen với bàn phím này. Trải nghiệm gõ 1/2 tờ A4 bằng với các bàn phím khác, nhưng khi gõ những đoạn văn bản 1 đến 2 dòng thì vẫn chậm hơn một chút. Phải gọi là cực phẩm bởi vì Mac 12 inch này là sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình 12 inch Retina, độ phân giải 2304x1440 pixel, có chất lượng hiển thị của MacBook Pro Retina và thân hình của MacBook Air cũ. Màn hình của máy có tỷ lệ 16:10, tương tự như các dòng MacBook Air 13 inch cũ và dòng MacBook Pro. Đây cũng là màn hình Retina mỏng nhất mà Apple từng sản xuất với kích thước tấm nền chỉ 0,88mm, chưa đến 1mm và tiêu thụ điện năng thì ít hơn 30%. Thậm chí, ở trên bề mặt có một thay đổi đáng kể, đó là hình quả táo cắn dở logo của Apple đã không còn phát sáng, thay vào đó là lớp bề mặt kim loại gương giống như iPad Air 2. Hiện tại ở Mac One thì giá của em này đang được dao động từ 18 đến 27 triệu. Các bạn có thể tham khảo tại website macone.vn hoặc qua trực tiếp cửa hàng tại số 113 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội để được nhân viên tư vấn nhé. Các bạn đừng quên like và subscribe để follow Mac One nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.